Thank you.
nhưng mà có công việc rất tốt, ai cũng ở ngoài cũng rất là ủng hộ. Nhưng mà đâu biết 4 giờ sáng 5 giờ mình thức dậy từ địa điểm chạy qua bên thị trấn làm việc là 6 giờ chủ mở cửa là có hai vợ chồng đúng không? Hai chị anh chị chủ đó là rất là thương, là nhận hai chồng em là em nuôi trong nhà, thì em nuôi thì rất là tin tưởng giao nhiều công việc quan trọng và thu nhập thì không có nhiều yêu cầu, rồi thấy thấy rồi anh ấy giao nhiều công việc để làm luôn nhiều hơn, thì công việc rất là ổn định. Một tháng nếu ở Bình Thanh thì hai vợ chồng em cũng từ 22 đến 27 thì bán sữa cho suốt đó, bán thì rất ok đó, thấy quá trình thức khuya dậy sớm rồi 6 giờ sáng đi, 6 giờ sáng tới Vĩnh Thanh là về đến nhà khoảng 9 giờ, có khi đi tiếp khách nguyên chủ tới 1-2 giờ khuya, thì một thời gian dài như vậy á thì vợ chồng em bắt đầu sức khỏe có tiền nhưng mà không gì hết thật. Vợ mình thì đi chồng trẻ đi bệnh viện chỗ nào chỉ hay là đầu tiên một số lượng rồi trung ương rồi hoàn hảo đầu tiên rồi em sẽ cho vợ nội soi, lần đầu tiên đâu biết nội soi cái gối thường đó, thấy giờ ối trời đặc biệt, tại vì giờ mình chưa có tương giải đâu, lần sau mình cho gối biết là gối là không biết đau không biết gì đó, mà cũng không hết, bốn mươi mặt trời, mình đến nỗi mình sẽ đi, nó nói có bệnh thì giấy chứng phương, mình mua cái nghệ mà nghệ người ta xây sẵn á, là 1 kg 500 ngàn, mua nghệ bỏ sẵn cái keo gì đó. Kiếm mật ong mà không thiện không được về cho hai vợ chồng cải thiện sức khỏe, đầu tiên uống viên đạn và bữa sức ăn quyền lợi rồi á, khi mà tăng trưởng á cái giá trị dòng dinh dưỡng của chị lai cho vợ bố cái vợ nói ra anh ơi anh hai trước năm có đem cái thuốc gì cũng được uống thì vô tử nó chạy thẳng đó là chỉ mấy năm hết rồi, mà anh hai đem thuốc thì uống thử bây giờ cái nhiệt cách nó chạy rồi rồi uống sáng trà, bây giờ đây là thành chi, hồi đó là uống trà sữa cũng chiếm dậy cho món đó, đặc biệt là đi đám là mấy món cà ri bánh mì ăn vô thấy quần ra bài đó mà thấy thì thèm thì ăn, cái nó trời ngon à, tiêu mà cái là này cũng bây giờ cũng được nó hút cái nó lớn thì mà mình tìm hiểu mình thấy là trà được như vậy à, cải thiện hết. Cái mà cái có những bất cả giờ thì hiểu được, nhưng hôm nay mọi người tìm hiểu tại vì chính cha của em bị tiểu đường mấy năm đã bắt đầu sức khỏe có bệnh xương khớp đi nó bắt đầu đi và nhắc thì hỏi sao thấy cái giò da yếu da muốn tiêu mạnh rồi tiêm đi khám cha là da bị rung tâm hết là mình biết là do không có sức khỏe mình biết là chuẩn bị giống người ta gọi là biến chứng tiểu đường rồi, bởi vì mình rất là quan tâm sức khỏe của cha. Và mình vô lớp mình tìm học tìm hiểu rất là kỹ, rất là kỹ về cái vấn đề sức khỏe của người, tại vì mình đi đến đâu cũng nói ông chú bụng của mình là mới có 30 tuổi là hiểu được, ngày càng trẻ quá như ông nội đẻ 13 người con mà hết 10 ông là hiểu được, không phải tại vì sinh hoạt sai, còn đi làm việc cũng nhậu thức khuya không, sau này có những ông hiểu được thì càng trẻ quá. Bác hai cũng bị chú năm thì tròn đâu nhỉ, trẻ quá có 30 tuổi bị nhiệt bệnh rồi đó, mấy cái bác thì biến chứng giờ chích à, vì chỉ cha mình tin mình đang nhìn tin được, cha nói cho mẹ lúc trước cha ta đi tập thể dục về và cho mệt nhưng mà thì bỏ ôi đó, cha nói cho mẹ rồi bây giờ mình gửi dinh dưỡng của bên thằng một cho cháu chú sẽ nói về cha rất mẹ ta đi tập thể dục về như bình thường chứ cha không có còn mệt như ngày xưa. Là mình sẽ cố gắng học trợ để cha hết tiểu đường cũng cho những cái lớp sức khỏe như vậy này, bởi vì các cô đúng đó, bác sĩ có bác sĩ mình biết đâu, bác sĩ nó nói đó tiểu đường sẽ uống thuốc suốt đời, bên tây y rất là hay, người ta chỉ có chưa có giải pháp chữa trị bệnh tiểu đường, chỉ có giải pháp hỗ trợ, nhưng mà khi nào cô bên tây y em học em chia sẻ lại một số cái thống kê ở trong bộ y tế với cái tổ chức y tế thế giới thống kê là những bệnh tiểu đường để mình biết tiểu đường thì nó nguy hiểm thế nào.
giờ còn biết. Đó. Đây là xong. Cái nhà thấy gì không? Là một gai đi mà mạnh. Đúng rồi. Đây. Trong một giờ đồng hồ sẽ có 1.000 ca mắc mới và có 1 ca ra đi là do tiểu đường bị biến chứng. Trong đó bà con mình có nghe nói là tiểu đường không chết vì tiểu đường mà chết vì biến chứng của tiểu đường, đúng không? Thì trên thế giới 1 giờ thì có 1 ca ra đi. Và một cái nữa là cái bệnh tiểu đường nó nguy hiểm nó đứng thứ ba. Thấy tiểu đường mà nó chết thì tiểu đường sống người ta nếu mà sống tốt thì sống rất là lâu, nhưng mà nó là bệnh nguy hiểm thứ ba thế giới trong tất cả các loại bệnh nó đứng thứ ba. Nó chỉ sau bệnh tim mạch và bệnh tiểu đường. Tại vì tim mạch nó đó là con mình nghe khi mình nói là trong nghe sao sáng thấy tập thể dục siêu tim quá sáng thấy ngồi mới nhà ăn sáng với tao sau giờ chiều tùng 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 không, đó là tim mạch. Bệnh tim mạch là rất là nguy hiểm và cái bệnh kế tiếp là ung thư. Phía sau hai cái bệnh đó là bệnh tiểu đường rất là nguy hiểm. Còn ở Việt Nam thì sao? Việt Nam Bộ Y tế đó có khoảng 3.000 ca mắc. Mọi người nghe về luôn. Ba nghìn ca mắc một ngày á là hơn 80 người đây. Tại mình thấy bị chết nó ghê quá mình đổi là cũng ra đi luôn. Ra đi mẹ hãy là vợ để lại chúng ta xài con với lại cho nó sao tài sản với lại cho nó sao cái là 80 người ra đi là không không phải do đi đường do biến chứng gì mà chứ đường nó cực kỳ nguy hiểm. Tại Việt Nam mình á, Trung Quốc á nhập ra Việt Nam mình là một năm là khoảng 200.000 tấn hóa chất. Trong đó là con mình là con thật sự á sẽ thấy lâu lâu bắt được cái lô mới gần đây là bắt được cái lô thịt bò đó nó giả nên nó làm giống heo đó. Em vô nhà hàng bây giờ sao những cái chỗ mà bán buffet là ổng nướng giá rẻ nghĩ đi mình ăn căng cái bụng luôn mà có 6.9, 7.9, 100.9 gì đó là trăm nó bao bụng rồi bao bụng luôn là toàn bộ hóa chất không, ngay cả những thức ăn mà đưa luôn cho học sinh học đường tiểu học cũng là hóa chất rất là độc hại. Lâu lâu mình coi trên báo hay là đài gì đó là thức ăn ở trong công nhân ăn đó, có dầu học sinh là bị ngộ độc hoài là do Trung Quốc nhập thôi. 200.000 tấn hóa chất còn mỗi năm thì người ngộ độc thì bị nhu cầu quá lớn, Trung Quốc có lợi được cái tư luôn, Việt Nam mình cũng không. Đó. Bộ Y tế mình nói cái này cái quan trọng, Bộ Y tế Việt Nam mình thống kê 29%, tức như là 100 người có 29 người tiểu đường là được theo dõi, thăm khám và được hỗ trợ. Trăm người đi hành chính rồi, còn 74% còn lại ở đâu? Bảy mươi bốn phần trăm còn lại là những người như chúng ta mà. Còn đó các cô chú thấy kêu đi khám sức khỏe, khám gì đâu để nghe, khám công gia bệnh, nó lòi bệnh ra, đúng rồi không khám nó lòi không? Không không chữa bệnh đâu. Tất nhiên là 29% này á là đã nằm trong bệnh viện này, đã có thăm khám, đã có bác sĩ hỗ trợ, có cơ sở dữ liệu lên trên bệnh viện này. Còn 71% này là không biết. Thứ nhất là không biết mình có bệnh. Cái thứ hai là có bệnh rồi không đi khám mà là uống thuốc theo bắt chước trong này.
nhà mình có ai giữ được cái đầu kia không, chỉ là uống lá là biết hạ đường hay lắm, ta cũng là phải nghe về xin cái hộ tôi biết về chồng nghe cái thằng chồng. Bây giờ thì bây giờ hiện tại nhà mình em đang phá hủy cái thằng chồng tổng nhất mà chưa có được, nó bỏ dữ lắm luôn, nó bỏ đứt cái thằng chồng nữa. Giờ hiện tại đang phá cái gì tổng nhất rồi, có nhiều người lại xin bông xin hộ về chồng là 71% này nè, biết mình chịu được nhưng mà nghe lời chồng nè, trong 29% đâu vô trong bệnh viện nè, vô viện gì quay đâu có hết, mấy người ta chỉ thuốc nam cái gì đó đá là biết là một chứng rồi, chẳng những uống hạ đường mà còn gì làm bánh nữa đó, nấu nước uống chỉ mất ngủ gì đó hay nữa đó, bởi đâu có biết thì có bệnh thì giải quyết luôn, ai chỉ gì chỉ chứ đi bệnh viện mà mấy năm không có không hết thì sao giờ đó. Rồi còn cái nữa là gì, muốn nghe chứng mẹ là mua thuốc một lần là mười mấy hai cục bọc thuốc bị gì giữa đường đó, là gửi qua bên thầy thuốc để cho uống, tại vì cái ông đưa bệnh tẩu thì tẩu yên khỏe, mua thuốc này theo cái quyết định của cái 29% trăm thì không cho bệnh viện đó, biết giữa đường mà không đi khám không điều trị mà đi nghe trong này trong này đồ uống thuốc đó là có cơ bị vậy chắc có phải không uống thuốc nào thì không uống nhiều lớn không đó, thì mình không theo bệnh viện, không tin bác sĩ, tin theo mình sớm uống nào không đó, bởi vì cái 71% này rất khi mà cái ông 29% này ông dùng thì có bác sĩ, mặc dù là không có điều trị thật gốc nhưng mà người ta có giải pháp cho hỗ trợ, người ta cũng tư vấn là ăn uống sao uống dưỡng sao uống. Còn ông này ở nhà ông nhậu có ta uống qua đầu huyết vô đường cho mình ổn, cho test được không có gì đâu, nhậu thuốc nó đó là vô nhà nó đi đám nó nói chú cho cái chuyện được, mà ta uống này hay lắm, ta nhậu ngày 10 lon không có này không chịu có không. Đã được thì trên thế giới đến năm 2045 trên thế giới nó sẽ còn cái trình thế mà ở Việt Nam sẽ dự đoán là 6.3 triệu người sẽ mắc, sẽ có bệnh tiểu đường, tại vì tốc độ phát triển nhanh kinh khủng, 6.3 triệu đến năm 2045 nha. Tại vì á, Việt Nam thì đã 3.000 ca mắc rồi, nhưng mà bây giờ nó có chú thấy là hiện tại những đường đang trẻ quá, 29 một người nghe giả tin nít vấn đề về cái đường đó, đó. Có gì nhiều tại vì á, chủ trẻ bây giờ sinh hoạt sai nhiều, gia đình nhiều cái người chở nghề đi vô tiệm đầu nước phê ăn can bụng về thức tiếng khuya bóng điện thoại thì sinh hoạt sai này sẽ gây ra những cái lá gan, vì lá gan không chuyển hóa được lượng glucose thì nó sẽ bị tiểu đường, nó chỉ đơn giản là do mình sinh hoạt sai. 6.3 triệu người đều không có tiểu đường đến đầu năm 2025 cũng tiếp không, những cái số liệu là ta cộng cái ngành Tây y và đông y, bây giờ ngành Tây y và đông y rằng là không có giải pháp để điều trị được. Tây y rất là tốt, phát triển máy móc rất là nhiều, nhưng mà người ta không có giải pháp, chưa có giải pháp để điều trị được. Bạn đó chỉ hỗ trợ đi vô nhiều cái uống hạ đường, thì kiểu đường thời gian thì nó sẽ khuyến mãi chứ gì, khuyến áp, đó là điều hiển nhiên. Đúng không? Đó. Nó nguy hiểm. Tại vì người Việt Nam sử dụng hóa chất quá nhiều. Bởi vì bộ y tế đó là 245 sẽ có 63 triệu người bị bệnh tiểu đường. Việt Nam mình là nước đứng đầu thế giới về tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường. Rất là nguy hiểm. Tiểu đường tiếp một là do di truyền từ mẹ sang con, nó chiếm khoảng 50%.
Nam mình đứng đầu thế giới nha. Tổ chức y tế thế giới đã công bố là Việt Nam mình đứng đầu thế giới rồi, không phải tiểu đường. Mà cái tiểu đường tiếp một là tiểu đường do di truyền, nó chỉ 95% thôi. Cái tiếp hai, thứ hai là do suy giảm chức năng gan, chức năng chuyển hóa đường từ lông tô, nó chiếm lên 90%. Đúng chưa? Tất nhiên là gì? Tiểu đường thứ hai là 90% là do chúng ta sinh hoạt sai hàng ngày, thức khuya ăn nhậu gì đó, cái đó gây, nó sẽ gây ra tiểu đường, mà nó chiếm tới 90% rồi. Rồi tiếp tục, tiểu đường kế tiếp là tiểu đường thai kỳ. Thai kỳ nó cũng chiếm khoảng 5%. Tiểu đường thai kỳ là khi người phụ nữ mình bình thường á, không có bị tiểu đường gì. Khi mà mang thai xong rồi, thì do cái nội tiết tố tức là mang thai nó thay đổi, người sinh hoạt ăn uống không đầy đủ, cung cấp dinh dưỡng cho con quá gì, nó sẽ gây suy giảm chức năng gan, thì mình sẽ bị tiểu đường. Trong đây 5% này á, có khi sinh con thay đổi, ăn uống sinh hoạt lại ok, thì chức năng gan phục hồi lại thì nó sẽ hết tiểu đường. Còn có một số không phục hồi, nó sẽ nhảy lên tiểu đường hiện nay mà đó không bị tiểu đường, mang thai rồi bị tiểu đường. Có người là đó không bị tiểu đường, mang thai sau bị tiểu đường, thời gian sau hết đó. Và cái tiểu đường này nó nguy hiểm ở chỗ này nè, từ 0 đến 5 năm đầu là nó không có biến chứng, không biến chứng. Tại vì chúng ta biết á, tiểu đường không chết thì tiểu đường chết thì biến chứng, không đến năm năm đầu là không có biến chứng. Bởi vì nhiều người đã lầm tưởng là không phải nghe đâu bị tiểu đường, phải nghe chưa có đâu, tại vì không năm đầu là không biến chứng. Nhưng mà đặc biệt một cái tới năm kế tiếp, năm thứ năm đến năm thứ 10, nó sẽ là 60% là biến chứng. Trong cơ thể thì tiêm gan kẹp hổ gì đó, trục máu là nó sâu đó, bị ảnh hưởng rồi đó. Bởi vì tại sao tiểu đường thời gian là tiểu huyết áp, người bị tiêm đó, nó nguy hiểm chỗ đó đó. Rồi từ năm thứ 10 trở đi 100% là biến chứng, chứ không còn nói bảo đảm 100% là biến chứng luôn. Bởi vì tại sao người tiểu đường lâu năm nó đứt giò cái đứt tay cái không thành là do biến chứng đó, cắt thì không cắt lúc này không thành rồi nên cắt cái chút nữa rất là nguy hiểm. Bởi vậy khi nào một em vô có chuyện đang quay người phải tìm hiểu kỹ cho bên chú phường, tại vì cha mình được chú phường đông chân thì tìm hiểu kỹ để coi hỗ trợ, rồi chúng ta có giải pháp dễ gì có giải pháp. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ có được một cái giải pháp để điều trị cho cái đường này, sẽ có một người ở đây chia sẻ giải pháp này cho cả nhà ha. Và còn chia sẻ cái vấn đề hết, cảm ơn. Lo cái công việc đó mình sáng cái cô trẻ nữa mới vừa
khi mà mình làm ở trong giờ làm ở cả nhà thì mình ngồi công đoạn, ngồi công đoạn thì ví dụ như cái công đoạn đó mình đang làm, mình đứng dậy mình đi ra ngoài mình uống nước hoặc mình đi toilet rồi đó, thì cái công đoạn của mình ứa hẹn quản lý nó chuẩn, nên là cũng không dám đi thường xuyên. Đó là thứ nhất là bỏ bữa ăn sáng, thứ hai nữa là mình uống nước không có đầy đủ, thì lúc đó bắt đầu cái cơ thể của em đó là nó bị bất ổn. Bất ổn thứ nhất là bất ổn về đường ruột của mình đó. Và khi mà em biết tới cái môi trường em quay á thì cả nhà, thì bắt đầu em biết là hồi trước mình sinh hoạt toàn là sai không ạ, nhịn ăn sáng. Khi mà đi học đó, sức khỏe của em quay thì em mới biết á, nhịn ăn sáng ở trước giờ á mình đang á xài cái lá gan của mình đó cả nhà, thì bây giờ em rất là nghiêm túc ăn sáng là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình biết được á mình uống nước như thế nào là cho cái cơ thể sức khỏe và cho nó đủ, thì bắt đầu em thực em đi học và em nghe được những kiến thức á, thì sức khỏe thì bắt đầu nhẹ nghiêm túc và em đi những lớp sức khỏe lớn lớn nhỏ nhỏ như thế này cả nhà. Thì thứ nhất là em về thay đổi thói quen của mình và em giúp cả mẹ mình á thay đổi thói quen để mẹ cải thiện được cái tình trạng bệnh đau bao tử của mẹ và cái bệnh rối loạn tiền đình của mẹ nữa cả nhà. Thì thứ đầu tiên nó là em giúp mẹ thay đổi thói quen, và thứ hai nữa là em biết tới cái dòng dinh dưỡng này và về cho mẹ em sử dụng. Thì ngày hôm nay lúc trước mẹ em á là bệnh nhân mới của bệnh viện luôn á cả nhà, một tuần là có khi là nằm bệnh viện hai lần luôn đó. Từ từ khi biết tới cái dòng dinh dưỡng này đó, thì mẹ em cải thiện được sức khỏe, cải thiện được cái căn bệnh rối loạn tiền đình của mẹ em. Và nói đến đây đó, thì cho em gửi lời trân trọng cảm ơn tới lãnh đạo Trung Hoan, lãnh đạo Hiếu và lãnh đạo Long Diện đã dẫn dắt và cho em biết tới cái môi trường này để em biết tới cái dòng dinh dưỡng của Chi Lai và cải thiện được cho sức khỏe của em và của mẹ em ạ. Còn nãy giờ á nghe Hoàng em chia sẻ về những cái thống kê thì nghe sợ luôn đó nha. Cái căn bệnh tiểu đường của mình là hiện trạng bây giờ mình đang đứng top 3 của ba căn bệnh đó rồi, bây giờ đó nghe nó cũng sợ quá, cùng cái thống kê những cái chỉ số thì nghe sợ quá. Bây giờ để cho cả nhà bớt sợ, kể cho cả nhà nghe câu chuyện vui vui cho bớt sợ nha. Ở cả nhà cùng tay và có tay đi. Nội dung chia sẻ trong video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mời các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.